chương trình Khuôn Mặt Đáng Tin. Mình là Lê Thúy, hiện tại công việc của mình là kinh doanh. À, người mẫu thì lâu lâu mình mới xuất hiện đi diễn thôi mọi người. À, hôm nay mình sẽ tham gia chương trình Khuôn Mặt Đáng Tin với dàn ban giám khảo rất là hot, nhưng mà mình thích một cái chị nhất. Đây, đây, chị này đây mọi người ơi. Chào em thì... Chào chị. Dạo này ốc được, ốc ổn không em? Ổn chị, nhưng mà dạo này em thấy chị đẹp quá nha. Cảm ơn em, nhờ ăn ốc của em. Trời ơi, mắt lòng mắt dạo quá. Ở quán thí ốc rất là ngon, dạ thích ăn nhất là cái món ốc, ốc gì đó. Ốc gì ngon dữ lắm, ốc lá đó em. Đúng ốc rồi, gì mà ngứa ngứa, ốc lá. Ông là, chị ăn chị bị ngứa hả? Không phải, ý là cái tên đó khi mà mình nghe tới mình thấy nó ngứa. Ngứa 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 hả? Ốc lá còn gọi là ốc biêu hoặc là ốc đắng. Không, không phải ốc đắng, ốc lá, chứ sẽ là ốc lá. Ngon lắm, chấm với nước mắm, như có xả, có lá chanh đó, rồi ớt đồ ngon tuyệt vời. Nhưng mà vậy không ngon bằng Lâm Mỹ Già đúng không mọi người? À, lá chị ngon rồi. Liếm ăn miếng. Thôi chị đừng. Chấm miếng nước mắm. Chấm vô. Ngon, sâu so yummy luôn mọi người. Đúng rồi, chị gà giờ này ốm này, mi nhon, trời ơi. Nhờ dạ ăn ốc giảm cân đó mọi không, người. Không, nhờ là, không bởi là Thúy thấy là có kỷ niệm ngày cưới. Chắc là giảm cân để chụp bộ hình cưới xuất sắc đó mọi người. Đúng vậy. Thực ra thì tại vì lý do chị giảm cân là vì chị không mượn đồ được. Không có shop nào cho mượn được, mặc rách đồ hết, bị cộp len quá. Stylist tội quá, không mượn đồ cho nên là phải ốm xuống. Giờ chị ốm muốn ốm nữa không? Hay là chị muốn như vậy? Không, chị muốn ốm khoảng 4kg. Chị muốn ốm không? Muốn. Chị qua quán em được không? À, phục chị vụ đứng hả? Không, chị đứng bếp cho em tầm 1 tháng thôi là chị xuống 15kg. Nè, em đứng 15kg rồi thì thấy không? Ủa, em như đứng con bếp khô luôn. Mắm nè. Trời ơi, bình thường em đã như con khô, con mắm đúng rồi. Đúng rồi đó, bình thường giờ nè, thấy không? Mà chị qua đứng bếp cho em 1 tháng thôi. Lương trả ổn không em? Ổn chị nghỉ quay show tầm 1 tháng tí nhiêu. Một tháng. Nhưng mà quay lại là chị sẽ hút được nhiều show hơn. Wow. Đúng hoặc không? Là không hút được show nào, bị khán giả quên luôn. Lâu quá, quên. Rồi cái dòng mà đứng bếp á, chị tính chị đứng bếp á, chị hay thử đồ ăn lắm, bốc lụm nhiều khi nó lên ký đó cưng. Nhưng mà ốc thì không lên ký đâu. Ốc không lên ký, ốc ngon. Mà ốc quán Thúy ngon cực kỳ, mọi người tự nhiên nhắc tới thèm. Nhưng mà trời đang mưa quay chương trình mà bia hơi nhiều trời lắm. Trời mưa, cái mình ghé mình ăn ốc, mình chấm miếng nước mắm vô. Trời nó nóng nóng mà nó cay cay á. Rồi trời ơi, chị thèm món cái gì nem rán á. Nem chua rán. Tuyệt vời. Sau lần bia này là lúc lần sau qua là mà phải mời á mọi người. Đúng rồi, lần sau chị dạ qua là phải mời á. Lúc nào là quán Thúy cũng giảm cho dạ 2%, 2%. 2% mất á. Trời ơi, giảm vậy muốn gì nữa trời. Rồi, nhưng mà lần sau chị, giờ chị bia cho em quá, chị lần sau qua thì em sẽ mời chị một bữa luôn. Mời chị ăn tẹt ga luôn. Ví dụ là một mình chị, thì ví dụ chị đi 10 người thì mời một mình chị thôi. Còn vẫn tính tiền chính nước thôi. Trời ơi, chị xì nhục em quá. Dù gì em cũng là chủ, bà chủ quán ốc mà em sẽ mời cả ekip chị mời luôn. Mời cả ekip chị luôn. Đúng rồi. Vậy là... Nhưng mà riêng ekip Đông Tây là không mời nha chị. Đông quá, đông quá chị. À, đông. Tốn chị, tốn. Đông là quá không được. Đông không mời, mời bên Tây không em. Mọi người nhớ đón xem chương trình Khuôn Mặt Đáng Tin nha. Khuôn mặt của hai chị em rất là đáng tin. Đáng tin đó mọi người.